nhằm quảng bá nét đẹp văn hóa cũng như các nguyên liệu riêng của ẩm thực truyền thống tại Hàn Quốc. Tại Hà Nội, thì Hiệp hội ẩm thực truyền thống Hàn Quốc đã phối hợp với Văn phòng Xúc tiến Thương mại Việt Nam tổ chức sự kiện giao lưu doanh nghiệp ẩm thực truyền thống Hàn Quốc. Kim chi, rong biển, nhân sâm, bánh kẹo, dầu thực vật, cơm cháy, rượu nho rừng cùng nhiều sản phẩm truyền thống khác của Hàn Quốc đang được trưng bày tại sự kiện giao lưu doanh nghiệp ẩm thực truyền thống Hàn Quốc. Đây là những sản phẩm được Hiệp hội ẩm thực truyền thống Hàn Quốc lựa chọn từ 1.500 đơn vị đang kinh doanh trong ngành chế biến thực phẩm truyền thống. Chương trình quảng bá giới thiệu sản phẩm lần này, chúng tôi hy vọng có nhiều người tiêu dùng Việt Nam biết đến các sản phẩm sạch, ngon, chất lượng, tốt cho sức khỏe của Hàn Quốc. Đây đều là những sản phẩm rất tâm huyết, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đạt được các tiêu chuẩn tại Hàn Quốc cũng như Việt Nam. Ẩm thực truyền thống Hàn Quốc, một nét đẹp trong văn hóa cổ truyền của xứ sở kim chi, hấp dẫn khách hàng bởi rất nhiều món ăn đặc trưng được chế biến từ các nguyên liệu riêng của Hàn Quốc. Sự kiện cũng là cơ hội để quảng bá và hợp tác phát triển ẩm thực truyền thống xứ Hàn tại Việt Nam. Qua những cái cuộc mà giao thương và ý nghĩa giữa các cái nhà sản xuất của Hàn Quốc ấy, thì sang Việt Nam này thì tôi thấy là cần phải mở rộng thêm ra để cho người Việt Nam cũng biết đến nhiều và để được sử dụng nhiều. Sự kiện này sẽ là cầu nối cho các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế, thúc đẩy quan hệ song phương trong lĩnh vực ẩm thực truyền thống Hàn Quốc. Hàn Quốc là một quốc gia có văn hóa ẩm thực đặc sắc. Đây là cơ hội để cho chúng tôi được chia sẻ kinh nghiệm, phong phú về ẩm thực. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa để mang những hương vị Hàn Quốc đến với khách hàng Việt Nam. Bên cạnh đó, phía Hàn Quốc cho biết sẽ tăng cường kết hợp với các kênh siêu thị lớn của Việt Nam để sản phẩm chế biến từ nông sản truyền thống của Hàn Quốc đến gần hơn với khách hàng Việt. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Việt Nam và Thế giới của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.